Còn không á, chị đem trích xuất camera, đem hình ảnh lên cho công an đi, rồi coi để bên công an nhớ cái mặt của nó. Sự việc do camera an ninh nhà người dân ghi lại. Lúc này có nam thanh niên áo đen đi từ xa. Từ xa có thanh niên đi xe lại gần nhìn ngó hồi lâu rồi bỏ đi, giúp ta biết rằng nên chú ý tới sức khỏe của mình và... Trong lúc hỏi thăm cô gái, nam thanh niên đổ đồ đạc trong người cô gái nất, thanh niên liên tục nhìn ngó xung quanh. Lúc này nam thanh niên lấy gì đó từ trong túi cô gái ra và cho vào, rồi quay lại vào chiếc xe tiếp tục hành vi trộm cắp. Lúc này người dân quay xe ra thì dừng lại nghe điện thoại. Ủa? Dạ alo, em tới giao hàng nè chị ơi. Dạ dạ. Có phải nhà chị trước nhà có chiếc xe tay ga màu trắng đúng không chị? Vậy có cái anh nào đang ngồi á? Dạ ngồi trên xe mình. Dạ rồi, dạ rồi, dạ rồi chị xuống liền. Dạ rồi, rồi, rồi. Nghe vậy nam thanh niên áo đen vội và bỏ đi. Còn anh shipper tiến tới gần chiếc xe của chủ nhà. Có ai ở nhà không ạ? Ủa chị ơi. Có gì không em? Ủa chị là chủ nhà hả chị? Ừ chị chủ nhà. Xe của nhà mình luôn hay sao chị? Ừ đúng rồi, xe chị á. Ừ, hồi nãy em giao hàng trong hẻm mà em giao xong rồi. Em đang kiếm đường đi ra. Mà em chạy em thấy có cái thằng nào á ngồi trên xe chị mà nó muốn bẻ cái cổ của mình. Nãy chị có khóa cổ không? Có. Nó bẻ cổ được rồi. Vậy hả? Hồi nãy em chạy ngang, em đang kiếm đường đi ra mà em thấy nó, em nghi nghi. Em mới giả bộ em đi lúc qua. Rồi xong rồi em quành lại, thì quành lại thấy nó đang ngồi bẻ cổ là em giả bộ là em là tới giao hàng cho chị. Em mới giả bộ em á, alo phải chị em xuống nhận hàng. Thì em mới la lên vậy, cái nó sợ, cái nó bỏ đi. Trời ơi, cảm ơn em nha. Ôi, không có em chắc nó lấy xe chị. Em mới chừng chậm một vài giây thôi là nó lấy xe chị đi luôn rồi. Ôi, giỡn lộng hành ghê luôn á, có camera mà nó dám luôn á. Còn không á, chị đem trích xuất camera, đem hình ảnh lên cho công an đi. Rồi coi để bên công an nhớ cái mặt của nó. Đúng rồi, để người ta để... Được rồi, để chị dắt xe vô, chị cảm dắt. Ơn nhiều nha. Dạ, có vô chị. Em lanh trí không lanh trí là coi như chị xe mất xe rồi đó. Đúng rồi, chị cảm ơn nhiều. Dạ dạ dạ. Cảm ơn nha em. Tết nhất tới nơi rồi mà chị mà cứ ẩu về hoài không có xe, mất xe ăn Tết luôn á. Đúng rồi, không có em mà chị mất xe thiệt luôn rồi đó. Xe giờ này xe này giờ lấy được nó ra nó bán rồi cũng ít ỏi, cũng mượt ít. Mới mua được chiếc này đó. Dạ dạ thôi có gì đâu chị. Dạ. Clip chỉ tái hiện lại tình huống có thật, giúp ta cảnh giác và cẩn thận hơn với tài sản của mình.